như sau để bác lái xe mua vào trong hộ. Dạ. Bác lái xe mua vào trong hộ. Con mua là sẽ cũng không mua được nhiều, con chỉ mua nó, ví dụ nó ưu tiên con chỉ được khoảng lít, 2 lít quay đầu thôi. Đấy, đấy nhiều quán rồi thì không nghe. Đấy, ví dụ là, đấy, nếu mà ấy tí có thể ai đứng ra mua thì được 2 lít. Thế nó không phải cho tất cả là giá như thế. Sau này chiều này đi thì vâng. Mệt rất là đi cả ngày nó đi xa quá. Có chế độ nội trú được. Xa quá, gọi là khó đi nhưng mà đi chỗ này xa quá.
học đến lớp 7 là nó thôi thôi. Biết gọi là biết cộng trừ, biết cái chữ rồi chưa? Cái chữ. Thoát nạn một chữ rồi chưa? Mà bọn này học không được đây, chợ mà đấy. Cái đoạn đường nó đi bộ này. Phải bọn này học hành nó có phải học đóng đâu? Trường ở trong này có cả một xã Lũng Cú mà. Biết rồi. Cái chỗ mình điểm mình dừng đấy là. Hút hút này chặt hết chứ tan trường về. Nhà nước làm chứ lại không phải là con đường hạnh phúc. Đường hạnh phúc nó chỉ nối từ bên Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quảng Bạ thôi. Đấy là ngày xưa thanh niên làm đường đấy, nhưng đường này lại không phải. Vào đấy mọi người lên cột cờ luôn à hay là nghỉ ăn cơm đã? Nghỉ ăn cơm đã chứ anh. Chỗ chân cột cờ. Đâu nhìn thấy cờ chưa? Chưa. À, vào một tí nữa. Thấy quán nào nhá, anh ấy bắt đầu xem phở biết. Không, nó ở chỗ cái cổng đồn biên phòng công xã đây nó có một hai cái quán ăn nào. Đây này, xong có. Bán cá thịt đồ tươi. Đây trường học bên tay trái này. Ừ. Đây có cổng cá, mua cổng cá. Xong rồi. Và sông ra xuôi chứ. Vãi thịt trắng. Ở cái vùng này thì các bạn ăn tạm thôi. Chúng ta phải tạm thịt trắng. Mình có nhiều sự lựa chọn đi nữa mà. Sẽ có một cái. Thông báo giờ nổ mình. Máy cuốc này, điện này cái máy cuốc nó lên, nó xuống dốc ghê nhỉ. À, nhìn cái dốc nó xuống. Rồi. Cứ tỏ cái độ dẻo dốc nó khủng khiếp. Ngang anh đi vào trường lái học xe tăng thấy vết của em. Nó chống gầu rồi.